Morning everyone. How are you today? Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học phần review, là phần ôn tập. Thì tuần trước cô cũng đã nói với các bạn là sau khi mà chúng ta đã kết thúc Unit 6 thì chúng ta sẽ ôn tập để chuẩn bị thi cuối học kỳ 1. Vì theo phân bổ của chương trình tiếng Anh lớp 2, lớp 3 thì các bạn sẽ học 12 unit. Là mỗi học kỳ chúng ta sẽ học 6 unit, đúng không nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ học phần review của Unit 6, đúng không các bạn? Vậy thì tuần sau chúng ta sẽ học phần review của các cái unit khác nha các bạn nha. Ok, bây giờ thì các bạn mở sách trang 46 và 47. Cô và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau làm bài phần review chung này nha các bạn nha. Bây giờ cô cho các bạn một phút để mở sách ra. Student book, page 46. So number one, circle the odd one out and write. Như các bạn cũng biết là phần bài circle the odd one out này chúng ta đã từng làm rất là nhiều lần ở lớp 2 rồi. Và bây giờ lớp 3 chúng ta cũng sẽ gặp lại cái phần bài này. Thì circle the odd one out có nghĩa là chúng ta sẽ khoanh tròn vào những cái từ nào mà nó không cùng thuộc tính so với những từ còn lại các bạn. Thì ở đây các bạn thấy câu số 1 người ta khoanh tròn vô chữ music. Tại vì sao các bạn biết không? Bởi vì salad, noodles and pizza là món ăn, đúng không nào? Còn music là môn âm nhạc, thì nó không có liên quan gì đến đồ ăn hết, cho nên người ta sẽ khoanh tròn vào music ha. Tiếp theo, bây giờ chúng ta đến câu số 2. Morning, store, afternoon, evening. Ở đây chắc chắn là mình sẽ khoanh tròn vào từ nào các bạn? Store, đúng không? Bởi vì là cái bài bài hát What do you do in the morning mà chúng ta vừa mới học á, thì nó đã có những cái buổi trong một ngày, là có morning là buổi sáng, afternoon là buổi chiều và evening là buổi tối. Vậy thì bây giờ chỉ còn duy nhất chữ store là cửa hàng thì chúng ta sẽ khoanh tròn vào đây ha, store. Sau đó thì các bạn viết đây cho cô nha, các bạn viết qua cái dòng bên đây này, store. Tiếp theo câu số 3, nurse, computer room, candy, cake. Ở đây các bạn thấy có chữ computer room là dài nhất không các bạn? Và ở đây cái chữ room này thì có nghĩa là phòng, đúng không? Computer là máy tính, phòng máy tính. Thì những cái từ còn lại là candy là thức ăn, cake là bánh và nurse là hạt. Thì chắc chắn là ở đây chúng ta chỉ có thể khoanh tròn vào computer room thôi. Bởi vì computer room là một cái căn phòng. Còn lại là đồ ăn, đúng không các bạn? Các bạn xong các bạn viết qua đây cho cô nha. Các bạn khoanh tròn chữ computer room rồi các bạn viết qua đây cho cô. Rồi, tiếp theo là chúng ta có đến câu số 4. Câu số 4 thì các bạn thấy ở đây có các cụm get up, go to school, go home và cuối cùng là balloon, là bóng bóng. Vậy thì chúng ta cũng vừa mới học tức thì cái chữ get up là thức dậy, go to school là đi học, go home là về nhà. Vậy thì chỉ còn duy nhất cái chữ balloon là bong bóng thôi các bạn. Bởi vì bong bóng nó là một cái đồ vật. Còn tất cả những cái cụm từ còn lại nó là một cái hoạt động, đúng không nào? Vậy thì ở đây chúng ta khoanh tròn với chữ balloon và chúng ta ghi qua bên này cho cô là balloon là bong bóng ha. Ok, next number 5. Câu số 5 mình có chữ read, music, math, English. Thì ở đây các bạn mình cũng đã biết rồi là cái từ music này là âm nhạc, math là môn toán và English là chúng ta đang học English đấy, là tiếng Anh. Vậy thì còn duy nhất một cái chữ còn lại là chữ read là đọc. Cái chữ đọc này chúng ta cũng khá là quen thuộc đối với các bạn, bởi vì trong những cái phần bài tập người ta hay nói các bạn là read and circle hoặc là read and write, đúng không nào? Thì đọc là một cái động từ đó nó diễn tả một cái hành động là hành động đọc. Vậy thì nó chúng ta sẽ chọn read
nó không liên quan gì đến tất cả những cái môn học của chúng ta. Chúng ta ghi qua đây chữ greet. Rồi các bạn đi vào sách student book luôn nha các bạn nha. Và thực sự ra nếu mà để làm được cái bài này cho mà nó nhanh và nó đúng đó, thì các bạn phải học từ vựng. Bởi vì khi mà mình học thuộc từ vựng và mình hiểu được cái mặt chữ đó thì mình sẽ biết là mình sẽ chọn cái từ nào, đúng không các bạn? Chứ nếu bây giờ các bạn không có học từ vựng, các bạn không có học cái new words thì các bạn sẽ không biết được cái từ đó nó có nghĩa là gì, nên các bạn sẽ không thể nào mà chọn được cái đáp án đúng hết các bạn nhé. Ví dụ read and circle cũng là read này các bạn, chữ read này, read là đọc, circle là khoanh tròn, thì chúng ta sẽ đọc và chúng ta sẽ khoanh tròn các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn câu số 1, người ta nói là my name is Danny, I like balloons. Tôi tên là Danny, tôi thích những cái bong bóng. Đây là bạn Danny này các bạn. Danny chỉ vào mấy cái bong bóng và cô ấy nói là I like balloons, tôi thích bong bóng. Tiếp theo câu số 2, chúng ta có gì đây? I nuts or sweets. Nuts là các loại hạt, còn sweet là đồ ngọt. Các loại đồ ngọt như là candy hoặc là cake đều là những cái đồ ngọt đó các bạn. Vậy thì Danny nói là Danny không thích các loại hạt và các cái đồ ngọt. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ dùng doesn't like hay là don't like các bạn. Doesn't like hay là don't like. Như cô cũng đã nói với các bạn rồi, đó là doesn't like là cái cụm này đây, cái cụm đầu tiên này đây. Chúng ta chỉ sử dụng với chủ ngữ là he hoặc là she hoặc là it, chứ chúng ta sẽ không sử dụng với những cái chủ ngữ còn lại, đúng không các bạn? Bởi vì đây doesn't like nó chỉ sử dụng cho chủ ngữ số ít thôi ha. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn từ gì các bạn? Chủ ngữ ở đây là I, thì chúng ta sẽ chọn đáp án là don't like, đúng không nào? Các bạn quan trọng ở đây cho cô là don't like ha. I don't like nuts and or sweets ha. Các bạn quan trọng ở đây cho cô chữ don't like. It's my brother Han chấm. Các bạn thấy ở đây này, đây là trong một cái câu nhưng mà nó có hai vế nha các bạn nha. This is my brother Han chấm. Đây là anh trai của tôi Han, là một vế xong rồi nha các bạn nha. Vế thứ hai, he doesn't eat candy or cakes. Bây giờ là chủ ngữ là he, chủ ngữ là he đây các bạn. Đây là chủ ngữ he, thì chúng ta sẽ dùng gì? Doesn't like, đúng không nào? Tại vì doesn't like này nó chỉ đi với chủ ngữ là he hoặc là she thôi ha. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ khoanh tròn vô chữ doesn't like. He doesn't like candy or cakes. Ok, các bạn khoanh tròn vô đây cho cô doesn't like. He, she thì mình sẽ khoanh tròn vô doesn't like ha. Rồi các bạn xong chưa? Tiếp theo câu số 4. Câu số 4 ở đây là tiếp tục lại là chủ ngữ là he. He likes, he likes bananas and nuts. Vậy thì bây giờ các bạn nhìn tự xem là chủ ngữ là he là chủ ngữ số ít. Chủ ngữ số ít thì như thế nào? Thì cái chữ like này phải như thế nào các bạn? Bắt buộc là mình phải thêm s rồi đúng không? Tại vì nó là chủ ngữ số ít thì mình sẽ thêm s và mình sẽ đọc là he likes bananas and nuts. Các bạn quan trọng với chữ like có s cho cô đây nè. Các bạn quan trọng với chữ like có s nha. Chữ she cũng vậy các bạn, she likes, he likes nha. Tiếp theo number 5, my mom nuts and cakes. Bây giờ các bạn lại nhìn lại cái chủ ngữ của cái câu số 5 này. Chủ ngữ của nó là my mom.
Vậy thì my mom là chủ ngữ số ít hay chủ ngữ số nhiều? Bây giờ chúng ta phải phân biệt được là my mom có nghĩa là mẹ của tôi đúng không? Mẹ của tôi thì mẹ thì chỉ có một mẹ thôi đúng không các bạn? Chỉ có một người mẹ và một người bố là hai người đã sinh ra chúng ta đúng không nào? Vậy thì bây giờ mẹ của tôi chính là chủ ngữ số ít nha các bạn nha, chủ ngữ số ít. Thì chủ ngữ số ít ở đây bắt buộc chữ like phải thêm s thì chúng ta sẽ dùng là likes có s ở đây, bởi vì my mom là chủ ngữ số ít. Ở đây ví dụ như người ta đổi là my dad các bạn vẫn phải dùng likes, my grandmother vẫn là likes, my grandfather thì likes đúng nào. Rồi tiếp theo chúng ta qua câu số 6. She balloons, như cô vừa mới nói mới nãy với các bạn luôn, là chủ ngữ she cũng là chủ ngữ số ít. Thì chủ ngữ số ít ở đây chúng ta sẽ dùng doesn't like hay là don't like? Chắc chắn là mình phải dùng doesn't like rồi đúng không các bạn? Không phải bàn cãi gì ở đây nữa ha. Các bạn cứ chọn doesn't like nha. She doesn't like balloons ha. Cô ấy không có thích những cái bong bóng mà. Rồi các bạn phân chồng vô xong rồi đúng không? Tiếp theo chúng ta có câu số 3 này. Ask and answer, hỏi và trả lời. Thì ở đây người ta hỏi là what does Danny like? Vậy thì Danny thích cái gì vậy? Danny thích cái gì vậy các bạn? Các bạn lại quay lên đây, các bạn thấy là Danny nói là Danny I like balloons, so she. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời là Danny đúng không? Thì chúng ta sẽ trả lời bằng chủ ngữ là she, cô ấy. She likes balloons, cô ấy thích bong bóng ha. Rồi ở dưới người ta hỏi các bạn là what does Hong like? Vậy thì anh trai của Danny thích cái gì? Hong thích cái gì? Thì mình sẽ trả lời là he likes bananas and nuts, đúng nào? Anh ấy thích chuối và các loại hạt ha. Look and match. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần ôn tập của trang 47 nha các bạn. Bài số 4, look and match có nghĩa là nhìn và nối. Thì các bạn nhìn vào cái bức tranh này để mà các bạn có thể nối được cái hoạt động đó diễn ra vào lúc mấy giờ ha. Bài này thì dễ lắm các bạn, chỉ cần nhìn vào cái đồng hồ là mình biết là cái hoạt động đó diễn ra lúc mấy giờ đúng không nào. Number 1, she goes to school at 8 o'clock in the morning. She go to school. Thì ở đây là hoạt động này là sao? Đi học mà lúc mấy giờ các bạn? 8 giờ đúng không nào? Tiếp theo là she gets up at. Gets up là thức dậy các bạn. She gets up at, look at here, 6 o'clock, right? 6 o'clock is in the morning is B. Number 2 with B. And number 3, she goes home at. She go home here. She go home at 3 o'clock. 3. And number 3 is with D. She goes home at 3 o'clock in the afternoon. And number 4, she has breakfast at. Here, look at here. She has breakfast at 7 o'clock, right? A, number 4 with A. She has breakfast at 7 o'clock in the morning. Tiếp theo chúng ta có bài số 5 thì là point and say, là chỉ và nói các bạn. Chỉ và nói thì ở đây mình nhìn vào bức tranh này, chỉ vào bức tranh này. Mình sẽ nói là she gets up at 6 o'clock. She has breakfast at 8 o'clock, at 7 o'clock, and she go to school at 8 o'clock, and she go home at 3 o'clock, okay? Number 6, look and circle the beginning sound. Look là nhìn đấy các bạn,
And circle là khoanh tròn vào những cái âm đầu tiên. Mình đã học những cái âm này ở trong phần phonics rồi các bạn. Thường là phonics thì mình sẽ học ở trong lesson 4 đúng không nào? Vậy thì các bạn nhìn vào đây, look at here, number 1. Close. Close là cái đôi bao tay ấy các bạn. Tiếp theo number 2. Star. Star. Number 3. Flower. Number 4. Sky. Number 5. Let. Number 6. Snow. It easy, right? Tất cả những cái âm này mình đã học rồi mà đúng không các bạn? Nên nó rất là quen thuộc của mình thôi ha. Như khi mà nhìn vào cái bức tranh số 2 này, các bạn thấy nó là một ngôi sao đúng không? Ngôi sao thì mình biết là ngôi sao đọc là star. Star. Thì cái, ngay khi mà cái miệng các bạn phát âm ra là các bạn đã biết cái âm đó là những cái là cái âm gì rồi đúng không nào? Nó không thể là small được, cũng không thể là snow, mà nó phải là star, đúng không nào? Giống như tuyết thì chúng ta sẽ đọc là snow đúng không? Snow là tuyết, thì tuyết không thể nào là small được, không thể nào là small được, cũng không thể là star, mà chỉ có thể là snow, đúng không ha? Ok, các bạn về nhà hoàn thành hết tất cả những cái phần bài tập này cho cô trong sách student book. Rồi sau đó mình sẽ chuyển qua làm trong sách bài tập workbook trang 46 và 47 luôn nha các bạn nha. Ok, it's time to say goodbye and see you on Tuesday.